À, chào cả nhà nhé, đang bên bờ bên này đây, hỗ trợ anh em mang xích con mè rồi đó. Hàng phần khối lớn nó còn túi nó chặt quá cả nhà. Túi nó đấy, túi nó bé quá mà lúc nãy ông cân thủ đây cũng hỗ trợ mang vợt sàng mới được cả nhà. Vợt nó nhỏ, vợt đừng ấy mạnh quá nhà, chỉ anh nhẹ, đừng để nó rơi mạnh xuống. Đây nhìn, hàng phần lố, hàng phần khối lớn khủng được cả nhà. Thế thì nhờ anh em cân thủ cũng bảo mấy em mua hộ đỡ con cho anh em cân thủ, nhưng mà anh em tay thủ hôm nay cũng vẫn mang về ăn anh em cân thủ, vì cũng lâu lâu được con mê khủng này bác cân thủ mang về nướng ở nhà nhé. Thế thì sang bên đây thì em kiểm tra thấy nó chật quá thì hỗ trợ anh em, không hỗ trợ bảo bác cân thủ xích hoặc là nó chết mất nó phí cả nhà. Đấy nha anh em nhé, hàng phần khối lớn cả nhà này. À, anh em nhìn bàn tay mình nhỏ xíu luôn. À. Đấy không đúng, thế để em xích thôi. À, theo dõi để mà hỗ trợ để bác cân thủ nhé. À. Để máy đó. Đâu cái đâu rồi? Đây. Đâu này. Vẫn để cả cái móc đúng không? Ừ. Anh lùi cái móc rồi. Để xích như này là không có dưới này. Sơ sơ cho anh là tí là cái này nó bị sườn, nó bị bọ, tay nó bị sườn, tay bị một cái buộc em buộc chắc thêm một tí nhé. Okay. Có gì thì anh về gỡ một tí. Chắc thế này là được rồi nhỉ? Anh nha cả nhà nhá, ăn siêu to khổng lồ đấy ạ. Từ từ để em đỡ, em đỡ cho còn nó chết mất. Anh định thả chỗ nào đây? Đây thì trong cả nhà đây, em đi rửa tay cái thôi anh em ơi. Bẩn quá rồi, rửa tay đây cả nhà. Chúc cả nhà xem livestream vui vẻ nhá. Chào cả nhà.